Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, huyện đoàn Chư Prong và các đơn vị thiện nguyện vừa tổ chức chương trình Tháng ba biên giới tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phù Đồng, xã Gia Bút, huyện Chư Prong. Chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ và biểu diễn ảo thuật, chơi trò chơi, giới thiệu sách nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường. Ngoài ra, câu lạc bộ Vòng tay yêu thương đã tặng 450 phần quà gồm vở viết, sách, quần áo, bình đựng nước, ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích học tập tốt. Trung tâm ngoại ngữ La Liza trao 23 lô cho học sinh khó khăn vừa lên cho học tập và con nuôi đồn biên phòng. Cũng trong dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 20 thùng sữa Nutifood do công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ. Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương, đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai và huyện đoàn Chư Prong đã trao tặng một công trình thắp sáng đường quê cho xã Gia Bút. Đồng thời các thành viên tham gia chương trình đã tham gia dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường trên các tuyến đường của xã Gia Bút.